tai nhiệt huyết cho mỗi người. This is my valet. Trời đất ơi, học 4-5 năm trời ra làm gì? Làm phụ hồ với lại làm thợ xây. Trời ơi, tao nói nó phí trời ơi, phí thiệt. Xin chào mọi người, mình là Tường. Mình đang là sinh viên năm 2 của ngành kỹ thuật công trình xây dựng tại trường Đại học Văn Lang. Không biết ở đây có bạn nào chọn cho mình ngành xây dựng không ạ? Thì ai cũng có ước mơ của mình mà. Mình cũng từng có nhiều ước mơ lắm, như là bác sĩ nè, giáo viên nè, hay thậm chí là ca sĩ chẳng hạn. Nhưng mà sau cùng á thì mình lại chọn học ngành xây dựng. Tại vì á, mẹ mình hay nói rằng là học xây dựng đi, không bao giờ thất nghiệp đâu. Không bao giờ thất nghiệp đâu. Wow. Vì xã hội càng phát triển mà, xây dựng nó sẽ phát triển theo. Mình chắc á là ở đây cũng có nhiều bạn á được gia đình định hướng vậy đúng không? Nếu bạn đang lên kế hoạch để trở thành một kỹ sư xây dựng tương lai á thì hãy cùng xem cái video này với mình để tìm hiểu một số bí ẩn của ngành xây dựng nha. Sinh viên xây dựng sẽ trải qua thời sinh viên với một loạt cái môn học khó nhằn như là cơ học cơ sở, cơ kết cấu, sức bền vật liệu, bê tông cốt thép. Oh no. Những môn này á nó vừa dày và vừa nhiều nữa. Không những thế, mình còn phải làm bạn với lại người bạn mang tên là đồ án. Thì trong 4 năm đại học, mình phải làm gần cả chục cái đồ án. Và mỗi đồ án thì yêu cầu tới hàng trăm bản vẽ lận. Các bạn có biết vì sao một kỹ sư xây dựng lại vất vả như vậy không? Vì ngành xây dựng là ngành đòi hỏi độ an toàn ở mức tuyệt đối. Nên khi bạn học xây dựng, bạn phải học hành một cách chăm chỉ. Và dĩ nhiên là phải học thực. Nhưng các bạn đừng lo, vì bên cạnh chúng ta có các thầy cô mà, những người luôn hỗ trợ chúng ta hết mình. Việc gì đó cứ để thầy cô lo. Khi nói đến xây dựng á, thì hiển nhiên ai cũng mặc định đây là một ngành học dành riêng cho nam giới. Bởi lẽ cái tỷ lệ mà sinh viên nữ theo học ngành xây dựng á thì thường rất là thấp. Có khi nó còn chẳng có nữa. Vậy là cái gì? Tôi quên một xíu thôi mà. Đùa với các ông vậy thôi, chứ tỷ lệ mà sinh viên theo học ngành xây dựng của trường mình á, nó dao động từ khoảng 4-5%. Thì nếu tính ra trung bình một lớp sẽ có 4-5 bạn nữ. Các ông có chấm được bạn nào chưa? Tôi sẽ giới thiệu cho. Sinh viên xây dựng thường được mệnh danh là sinh viên 3B. 3B nè, muốn bao nhiêu cây? 10.000 một cây thôi. Không phải đâu, 3B ở đây không phải là viết chì. 3B ở đây được mệnh danh là bụi, bẩn, bừa. Bụi, bẩn, bừa ở đây được thể hiện bởi nét đặc trưng của dân xây chúng mình đó. Là một sinh viên của thế hệ Z nên tụi mình á luôn học hết sức và chơi hết mình. Sinh viên và giảng viên của Hoa xây dựng á không những chơi thể thao giỏi á. Trời ơi, tại vậy còn hát hay nữa chứ. Đúng rồi, bằng chứng á là việc tụi mình luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của khoa và của trường. Khi học xây dựng á, bạn có thể trải qua một số tình huống trớ trêu như là... Ủa Tường? Dạ? Mới thi đại học xong ha? Dạ đúng rồi. Học ngành gì vậy con? Con học xây dựng luôn. Xây dựng rồi. Rồi học xây dựng ra làm gì? Ra làm chủ hồ. Em thợ xây. Rồi học 4-5 năm trời. Ra làm gì? Làm chủ hồ với lại thợ xây. Trời ơi, tao nói nó phí thiệt. Các bạn cũng đừng lo lắng quá nhé. Khi mà cơ hội việc làm của nhóm ngành mình rất là cao, các bạn nam như mình thì có thể chọn những công việc ở công trình như là giám sát công trình hoặc là kỹ sư xây dựng chẳng hạn. Còn các bạn nữ thì sao? Các bạn nữ có thể làm những công việc văn phòng như làm trong các cơ sở đào tạo hoặc là làm trong các viện nghiên cứu về quản lý xây dựng nè, rồi hoặc là quản lý dự án xây dựng chẳng hạn. Nói chung, chúng mình được đào tạo bài bản về chuyên môn nên thu nhập của nhóm ngành này không hề thấp. Ngoài ra, các sinh viên xây dựng còn được nhà trường tạo điều kiện cho tham quan và thực tập tại các công trình đang thi công tại cơ sở 3.
giấc mơ lớn nhất của một sinh viên xây dựng, đó chính là tự tay mình xây một ngôi nhà cho bố mẹ của mình, hoặc là đơn giản xây cho chính bản thân của mình. Và cảm giác mà được sống trong một ngôi nhà mà tự tay mình xây nên thì rất là tuyệt vời luôn. Và mình chọn Văn Lang là nơi để chấp cánh cái ước mơ lớn đó của mình. Và nếu như các bạn có chung ước mơ và chí hướng như tụi mình thì tại sao không để Văn Lang trở thành nơi thực hiện ước mơ đó? Xin chào các bạn. Chúng ta đang đến với nhà lạc số thứ 12 và vừa rồi chúng ta vừa theo dõi một vlog rất là dễ thương của các bạn sinh viên xây dựng làm về ngành của mình. Thì trong đó là những góc nhìn vui vui thôi, có đôi khi một số thông tin thì hơi quá lên một chút, nhưng mà các bạn chỉ muốn nói là để thể hiện được những cái sự vui vẻ hóm hỉnh của ngành học của mình dưới góc nhìn sinh viên, và để cho các bạn hiểu rõ hơn về những cơ hội nghề nghiệp đối với ngành xây dựng. Thì hôm nay nhà lạc mời đến đây ba vị khách mời và sẽ có thể giải đáp cho các bạn những câu hỏi mà các bạn quan tâm về ngành xây dựng nha. Chị giới thiệu là ở cạnh chị đó là tiến sĩ Nguyễn Khắc Cường, là trưởng khoa xây dựng, và bên cạnh đó là một gương mặt mà nếu mà các bạn sinh viên những khóa gần gần đây thì sẽ biết, đó là chị Dương Thị Diễm Sương, là cựu sinh viên khóa 19 và hiện là kỹ sư triển khai bản vẽ thi công. Và ở phía ngoài cùng đó là anh Nguyễn Đình Văn, là điều phối dự án và là cựu sinh viên khóa 18. Thì hồi nãy trong vlog các bạn có nói một câu là sinh viên xây dựng là gọi là 3B, là bụi, bẩn, bự. Thì đối với thầy, thầy nghe sinh viên của mình nói về ngành của mình như vậy thì thầy cảm thấy như thế nào ạ? Thực ra nếu như mấy cái từ 3B đó thì nó cũng chỉ là một phần nhỏ thể hiện đấy là cái công việc của các kỹ sư xây dựng, nhưng mà làm công tác thi công ngoài công trường. Yeah. Thế còn ngoài ra thì còn có những cái bộ phận luôn luôn là sạch sẽ. Trong phòng máy lạnh, như những bộ phận về làm công tác về thiết kế, rồi các bộ phận về quản lý dự án thì họ lại là ngồi trong các phòng máy lạnh. Chứ còn bụi bẩn các thứ thì thường thường nó chỉ là một phần công việc của kỹ sư xây dựng khi ra thi công công trình thôi. Yeah. Các khóa đàn em của bọn em á, bây giờ chị thấy sinh viên xây dựng rất là năng động. Các bạn làm TikTok nè, rồi làm vlog nè, hài hước, xong rồi làm các chương trình văn nghệ mà riêng của khoa luôn. Trước đây là kiến trúc xây dựng làm kiến xây chung, bây giờ các bạn có chương trình văn nghệ riêng luôn nữa. Thì bây giờ với các khóa đàn em mà các sự năng động của các bạn như vậy á, thì trở lại trường lần này trong số nhà lạc nói về ngành xây dựng á, thì bọn em mong muốn gửi gắm những cái thông tin gì đến cho các em nhỉ? Chị mời Sương trước nha. Dạ, em muốn là các bạn hãy cố gắng thể hiện được cái riêng của mình, giống như là thể hiện được cái chất của ngành mà mình muốn học với một cái niềm đam mê nhiều nhất và lớn nhất. Và mong là niềm đam mê của các bạn sẽ luôn cháy lên chứ nó không bao giờ tắt đi. Rồi, vậy thì trong những cái chia sẻ hôm nay thì hy vọng là em có thể cho các bạn thêm một số thông tin, một số cảm hứng động lực cho ngành học của mình. Còn Văn nghe là chị giới thiệu với các bạn đó là thời sinh viên á, là bạn Văn này là có nằm trong đội tư vấn tuyển sinh của trường mình. Thì hồi đó là bạn cũng tư vấn với ngành xây dựng cho các bạn đàn em rồi, nhưng mà là với tư cách là sinh viên thôi. Còn bây giờ là ra trường là làm nghề rồi. Thì bây giờ em nghĩ là hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn nó sẽ khác gì so với lại cái tâm thế ngày trước mình tư vấn ha. Lúc mà còn sinh viên em làm tư vấn tuyển sinh á, thì em chia sẻ những cái gì mà em đang xảy ra ở trong trường thôi. Còn đến quay lại trường ngày hôm nay á, thì em sẽ chia sẻ thêm là khi đi làm á, các bạn đầu tiên sẽ gặp được những cái gì ở trong cái giai đoạn mà vừa chuyển giao từ trường đại học sang cái công việc thực tế bên ngoài nó sẽ như thế nào, sự khác nhau nó như thế nào không? Yeah. Thông tin nó sẽ chính xác và chân thật hơn rất yeah, là đúng rồi. Yeah. Với ngày trước là mình học trên lý thuyết thôi. Yeah, dạ. Vậy thì bây giờ để mở đầu cho cái số là về cơ hội nghề nghiệp ngành xây dựng, thì thầy có thể phát họa lên một bức tranh chung nhất đối với lại những cái nhánh nghề mà các bạn học xây dựng ra có thể làm ạ? Thì khoa xây dựng trước đây có một đào tạo có một chuyên ngành thôi là xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ở đây hai kỹ sư lâu năm của khoa đã trưởng thành. Còn ngoài ra thì khoa xây dựng mới mở thêm hai chuyên ngành là về quản lý dự án và công trình giao thông. Thì hiện nay như chúng ta biết đây là xã hội ngày càng phát triển, thì
các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng là bao giờ cũng phải đi được bước đầu tiên, xây dựng cầu đường là đầu tiên. Các em thấy là trên ở thành phố hay các địa phương hiện nay, các em đi từ nơi này sang nơi khác, ngoài các đường quốc lộ bình thường, các em đi trên các con đường cao tốc, hoặc là các em đi các qua các con sông, các thấy ngày xưa trước đây chúng ta phải đi phà, bây giờ hầu như đi từ đây về đến mũi Cà Mau rồi chúng ta không phải đi phà, chúng ta đi qua các cầu, cầu Bắc Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, rồi cầu Rạch Miễu, vân vân. Rồi nếu như chúng ta lại có những con cầu bắc qua sông nhưng lại có những cái đường hầm đi chui qua dưới đất như hầm Thủ Thiêm hay bây giờ người ta gọi là hầm sông Sài Gòn, thì đấy là những công trình do các kỹ sư xây dựng và kỹ sư giao thông cầu đường của khoa xây dựng có khả năng thiết kế những cái công trình như vậy. Và đồng thời bây giờ chúng ta thấy biết là đất nước ta đường xây dựng tàu điện ngầm, tức là người ta gọi là metro đấy. Yeah. Thì đó chính là những kiến thức các em sẽ được học trong cái ngành cầu đường, mà đây là những công trình trọng điểm mà đương rất cần thiết cho xã hội và cũng đương thiếu rất nhiều nguồn nhân lực, về đặc biệt là các kỹ sư về các công trình về giao thông, công trình ngầm, công trình metro vân vân, là những công trình rất là cần thiết và đương rất nhiều cần các nguồn nhân lực để cung cấp cho xã hội đối với những cái ngành này. Yeah. Đấy là về cái ngành giao thông cầu đường. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có một cái khoa xây dựng còn phát triển thêm một cái ngành nữa là quản lý dự án. Thì quản lý dự án thì phải các em ngoài những kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế công trình thì các em cũng có một cái mảng rất là quan trọng là vấn đề quản lý công trình, quản lý các dự án. Các em khoa sẽ cung cấp các kiến thức cho các em có khả năng về làm công tác quản lý về các dự án, quản lý về kinh tế, quản lý về vật tư thiết bị, rồi cung cấp cho các em những kiến thức về các phần mềm mô phỏng các dự án, về tính toán các công trình. Thì đấy là những cái công chức năng của cái kỹ sư ra trường mà làm cái công tác quản lý dự án. Đấy là hai cái ngành mới. Còn cái ngành truyền thống là cái ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thì các em và các bạn sẽ thấy là trên đất nước ta rất nhiều cái công trình nổi tiếng, các nhà cao tầng, cái nhà cao nhất cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi các công trình mới mọc lên thì đều có các bàn tay của các kỹ sư xây dựng, dân dụng công nghiệp, bàn tay của các kỹ sư về cầu đường và cán bộ quản lý các công trình, tức là có được quản lý xây dựng, kỹ sư quản lý xây dựng. Dạ, yeah. Rất là nhiều cái nhánh nghề đối với lại xây dựng, dạ, vô cùng đa dạng. Vậy thì Sương cho chị hỏi là các bạn nữ mà học ngành xây dựng ra với những nhánh nghề mà thầy vừa nói thì thường là nữ học xây dựng các bạn sẽ đảm nhiệm những cái công việc gì, sẽ làm những hướng nào em? Dạ, thường thì nữ làm xây dựng thì sẽ bị hạn chế về mặt mình đi công trường vì nó vất vả, mình nhiều khi mình phải leo lên rất là nhiều tầng, đó là mình sẽ hạn chế về công trường, mình sẽ đi làm văn phòng, làm cái mảng thiết kế nè, rồi làm create bóc tách khối lượng. Rồi giống như em thì sẽ ngồi vẽ. Nói chung là nữ thì sẽ thường thiên về văn phòng hơn. Làm công trường thì sẽ vất vả, nhưng mà không phải là không có nữ làm công trường như vậy. Trước đây thì em cũng đã thực tập công trường rồi, em cũng cảm thấy là nó rất là thú vị. Nếu như mà một bạn nữ mà cảm thấy mình đủ mạnh mẽ thì mình nên đi công trường, tại vì mình sẽ học được nhiều hơn so với mình ngồi thiết kế. Ngồi thiết kế không phải là không học mà là mình sẽ sử dụng chất xám nhiều hơn. Nếu mà những bạn mà dạng mà mình học rồi mình muốn có đi tới đi lui vận động rồi, cái kiểu mình đi công trường không hạn chế là nữ sẽ không đi được. Vậy cụ thể công việc hiện tại của em á, thì em chính xác làm công việc gì? Dạ, em triển khai bản vẽ về công trình của Nhật. Nên là nó hơi liên quan kiến trúc không? Dạ, nó hơi liên quan với kiến trúc, nhưng mà thực chất thì những cái mà em đang làm á, thì em vẫn phải sử dụng những kiến thức về xây dựng, giống như là bê tông thì phải thi công như thế nào để áp dụng được những cái kết cấu của công trình Nhật vô, chứ cái đó là tất cả những cái tiêu chuẩn mà mình được học lúc học xây dựng ở trường mình á, thì sẽ sử dụng gần như là giống với lại bên kiến trúc Nhật. Dạ.
Đối với các cái mảng việc của xây dựng chắc chắn là cái mảng chính cũng là kỹ sư thi công. Và người ta nói là các bạn kỹ sư thi công thì công trường là nhà rồi. Công trình thì không di động được, nhưng mà người kỹ sư thì phải đi đến công trình để làm. Thì chỉ biết là hôm qua là em cũng mới từ công trình về đây để tham gia số nhà làm hôm nay. Thì cái việc mà phải di chuyển nhiều để làm các công trình nè, rồi các cái trải nghiệm công việc của em, thì em có thể chia sẻ thêm gì về cái nghề nghiệp của người làm xây dựng em? Dạ, chắc là em cũng may mắn là lúc mà là sinh viên thì em đã được đi làm trong cái ngành này rồi. Thì cái job đầu tiên mà em làm là thiết kế giống như cái việc của Sương làm, là em làm về software, là làm về cái mảng mà để làm thiết kế bản vẽ thi công cho công ty của Hàn Quốc. Sau khi kết thúc cái job đó, sau khi mà em tốt nghiệp thì cái công việc thứ hai em làm là em làm giám sát cho Obayashi, là cái dự án đó là đập thủy điện ở Lào. Và công việc em làm trong vòng 1 năm thì em cảm giác là cái công việc đó nó không có phù hợp với mình nữa. Thì đến với cái công việc thứ ba là công việc mà em gắn bó là cũng là lâu nhất rồi, hơn 2 năm rồi. Là hiện tại là em đang làm quản lý dự án và là điều phối dự án cho công ty cổ phần xây dựng CPC. Thì cái công việc xây dựng em thấy nó rất là bao la, cho nó không nó giống như là cái vlog này các bạn nói là thợ hồ. Các bạn chị đưa lên một cái khía cạnh mà nó mình nhìn trực quan nhất là học xây dựng thì ra làm giám sát ở ngoài công trường. Thật ra thì để có một cái công trường như vậy á, nó có rất là nhiều những cái bộ phận xung quanh để tạo nên một công trường như vậy. Họ đầu tiên là phải có thông tin khách hàng trước, là phải có quản lý dự án, họ vào họ lấy cái input information từ cái khách hàng, rồi sau đó là bắt đầu triển khai thiết kế. Sau khi thiết kế là bắt đầu lên báo giá, rồi cái bước cuối cùng á, là mới tới những cái công tác về building, về xây dựng ở ngoài công trường. Nó rất là nhiều cái mà để mình có thể làm trong cái nhóm ngành, trong cái ngành của mình đang học và đang làm này. Rất là nhiều vị trí công việc. Vậy thì có nhiều bạn đó là khi mà chọn ngành xây dựng ở đây thì thường là mong muốn làm ở những cái vị trí mà bớt khổ một chút, bớt cực một tí đó, để ngại khổ. Thì với kinh nghiệm mà nhiều năm trong ngành như thầy, thì thầy có thể vẽ lên cho các bạn một cái lộ trình thăng tiến trong công việc của một người mà học xây dựng ra, thì các bạn nên bắt đầu từ những cái công việc vị trí gì, rồi sau đó thì các bạn sẽ lên được những vị trí gì ạ? Thì bên như bạn kỹ sư vừa nói đấy, thì cái công việc xây dựng là nó rất rộng. Bây giờ đầu tiên khi mà các em đi ra ngoài công tác ở một đơn vị nào đó, thì ví dụ giả sử sau đó em làm thầu xây dựng chẳng hạn, thì việc đầu tiên là em phải kiếm được các dự án về cho mình. Thì tức là em phải có những kiến thức xã hội, kiến thức quan hệ. Rồi khi nhận một dự án nào đó thì các công việc nó phải trải qua một cái rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là các em phải có cái vẽ ra được cái công trình đó, tức là các em đã được học cái môn kiến trúc, vẽ ra được công trình. Rồi khi vẽ được công trình đó rồi, đấy mới cái mảng kiến trúc thôi, lại phải đưa sang cái bộ phận thiết kế tính toán về cái khả năng chịu lực của cái công trình này nó có đảm bảo được hay không. Mà để tính toán được khả năng chịu lực của cái công trình này có đảm bảo được hay không, thì các em phải có đi ra thực tế cái nơi sẽ xây dựng công trình. Các em phải khoan cái tài liệu địa chất của cái nơi đó, xem cái công trình đó xây dựng trên một cái nền địa chất như thế nào. Rồi từ đó các em mới đưa ra những phương án phải làm các loại móng gì. Đấy là mới là cái sơ bộ ban đầu thôi. Rồi sau đó các em muốn xây dựng ra được công trình đó thì các em phải có kiến thức về vấn đề thi công. Làm sao thi công cái công trình đó đảm bảo, thứ nhất là đảm bảo về mặt chất lượng, đảm bảo về khả năng chịu lực. Thứ hai là công trình đó lại phải đẹp, hài hòa với các cảnh quan xung quanh. Và cái điều cuối cùng nữa là khi xây dựng công trình đó ra là em phải có mang lại một cái hiệu quả kinh tế. Chứ nếu mà em thi công công trình mà cuối cùng em lại lỗ vốn thì thôi, không được. Cho nên là trong đầu các em phải có đầy đủ các kiến thức. Thứ nhất thiết kế tốt, đẹp. Thứ hai thi công chất lượng, nhanh, hiệu quả. Và một cái bài toán nữa là bài toán về kinh tế xây dựng, để em mang lại hiệu quả. Thì cho nên một kiến thức
của một kỹ sư ra trường là nó phải tổng hợp nhiều các vấn đề, chứ không đơn thuần chỉ là một vấn đề. Ví dụ như em muốn thiết kế tốt thì em có các kiến thức về thi công, thì sau này các em quay lại thì các em thiết kế sẽ tốt hơn là khi em mới ra trường em lại muốn ngồi ở phòng thiết kế luôn. Thì cái chuyện đó cũng có, nhưng lúc đó em không thể tiến triển được. Em phải ra thi công một vài năm, từ những thi công thực tế rồi các em sẽ có đi về phòng thiết kế. Rồi về phòng thiết kế thì lúc đó kiến thức thi công em có trong đầu rồi, thì em thiết kế các chi tiết công trình nó sẽ nhanh hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn. Cho nên để làm ra một công trình thì nó đòi hỏi một cán bộ phải có nhiều các kiến thức, nhiều các kiến thức. Hay ví dụ em làm công tác thi công thì em phải có kiến thức về vấn đề tổ chức thi công làm sao. Vẫn một công trình như vậy, có người làm một tháng, có người làm tháng rưỡi, có làm hai tháng, vân vân. Thì cái này là do cái tài tổ chức thi công, cái năng động trong công tác đó. Rồi cái bài toán về vấn đề, bài toán về kinh tế, sử dụng các vật tư thiết bị như thế nào đó cho nó hiệu quả. Thì đây là một kiến thức tổng hợp. Để làm nên một công trình thì yêu cầu một người kỹ sư ra trường phải có đầy đủ kiến thức tổng hợp. Ngoài kiến thức kỹ thuật ra, thậm chí phải có cả kiến thức về vấn đề xã hội, quan hệ xã hội. Ví dụ tôi nói ví dụ xây dựng một cái trường như trường này ạ, thì anh phải có quan hệ với địa phương này nữa. Em thi công mang các ô tô chở trang thiết bị vào đây mà đi trên cái con đường làng, đi trên cái con đường, anh phải có công tác xã hội với cái nơi mà anh làm công trình. Nếu anh làm tốt thì có khi mà không được địa phương người ta ủng hộ, là nó sẽ có những cái cản trở đối với công trình. Thì cho nên là một kỹ sư xây dựng là phải có một kiến thức tổng hợp, kiến thức về kỹ thuật và thậm chí kiến thức về vấn đề xã hội, quan hệ dân vận như nào đó cho tốt, thì công trình này sẽ nó phát triển, nó phù hợp và nó đạt được những hiệu quả về thời gian, về kinh tế. Mình phải học rất nhiều nội dung để cơ hội cho mình, phải không thầy? Ở đây em thấy có các bạn khán giả đang đặt câu hỏi để tương tác với khách mời. Thì ở đây là chị thấy có câu hỏi dành cho Sương nè, là bạn Vân Nguyễn, bạn hỏi là cho em hỏi là cái việc học và việc làm việc trong ngành xây dựng có quá vất vả với nữ giới không ạ? Và hồi mà chị, vì sao chị lại chọn ngành xây dựng để mà học? Chia sẻ với em thì đối với chị thì chị không thấy là vất vả, bởi vì mỗi cái đồ án, mỗi kiến thức mình được học đó, mình là về xây dựng, nếu mình thực sự có đam mê thì nó thực sự nó thu hút mình lắm. Mình không bao giờ có, ví dụ như là mình phải thức khuya hay là như thế nào. Nữ thì thường thức khuya sẽ không được đẹp, không được xinh. Rồi mình thức khuya nhưng mà chẳng bao giờ mà mình cảm thấy mệt mỏi hết. Mình luôn luôn cảm thấy nó thú vị để mình làm tiếp. Và khi mà mình đi làm á, thì không phải là làm ngành xây dựng thì con gái sẽ bị thua thiệt đâu, mà đó là một cái sự gọi là mình may mắn hơn á. Mình ra công trường thì ví dụ như là tại vì mình nữ mà mình chọn xây dựng thì đúng là mình cũng khá là mạnh mẽ, và giống như là mình ra ngoài công trường không phải mình cứ cảm giác mình là như một người con trai, nhưng mà mình có bề ngoài mình hơn hẳn người khác, nên là công việc về ngành xây dựng thì sẽ không phải là nữ sẽ bị thua thiệt mà sẽ tốt hơn. Và việc học thì chị không cảm thấy khó khăn gì hết. Đối với trường mình thì chị cảm thấy là mỗi cái đồ án, mỗi kiến thức mình được học đều rất là thú vị. Và khi đi làm á là không, những kiến thức đó mình vẫn áp dụng được. Như chị thì làm về kiến trúc Nhật thì nó sẽ không giống hẳn với kiến trúc Việt Nam, nhưng mà cơ bản về bê tông, về cốt thép là nó sẽ giống nhau. Có rất là nhiều vị trí công việc thì chị nghĩ là tuy là đa dạng công việc vậy thôi và mình phải trải nghiệm nhiều việc, nhưng mà đối với mỗi vị trí công việc như vậy chắc cần có những cái tố chất đặc trưng để mà phù hợp với công việc đó. Ví dụ như là bạn làm quản lý thì cũng phải khác với bạn kỹ sư thiết kế, khác với kỹ sư thi công. Thì Văn có thể chia sẻ thêm một chút cho chị là về cái tố chất nào thì các bạn sẽ phù hợp với vị trí công việc nào? Em thấy thường là để mà mình phát hiện ra được cái mình hợp với việc nào thì mình phải thử trước đã. Mình phải, tại vì trong 3 năm đầu của sự nghiệp, từ lúc mà mình tốt nghiệp á, thì mình nên thử càng nhiều càng tốt để mình chọn được cái nào là cái phù hợp nhất với mình.
Đối với cái công việc mà em đang làm hiện tại á, Văn đang làm hiện tại á, thì là điều phối dự án cũng như là quản lý dự án á, thì ở công việc nó đòi hỏi thêm là ngoài những kỹ năng cứng về kỹ thuật mình am hiểu về xây dựng, thì ngoài nó cũng có thêm một số là cái kỹ năng mềm để khi mà mình tiếp xúc với khách hàng á, thì làm sao để mình gây được ấn tượng đầu tiên là họ sẽ chọn mình để họ gửi gắm cái dự án của họ. Tại vì một cái dự án xây dựng thì cái nhà phố chúng ta thường thấy thì nó rất là nhỏ, nhưng mà để có một dự án mà cái building hay là một cái nhà máy á, họ phải đầu tư rất là nhiều tiền, cho nên là cái ấn tượng đầu tiên nó rất là quan trọng, cho nên là mình phải có được cái những cái kỹ năng nó tốt để mình lấy được những cái thông tin dự án tốt về cho công ty của mình. Đấy là về phía mà quản lý dự án. Còn về thi công thì em nghĩ là cái người mà có cái tố chất mà họ tỉ mỉ và cái việc planning nó tốt á, thì họ sẽ làm cái công việc thi công nó sẽ tốt hơn. Yeah. Còn về thiết kế thì chắc chắn là làm xây dựng thì mọi công việc đều phải cẩn thận. Không thể nào mà ở công tác này không cẩn thận, công tác sau cẩn thận được. Mọi cái yếu tố mà đầu tiên để chọn ngành xây dựng thì bạn phải là người cẩn thận trước đã. Tại vì cái công trình nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới kinh tế, tới xã hội nó rất là nhiều. Cho nên cái đầu tiên của bạn là cái tố chất để học là bạn phải cẩn thận trước. Thì ngoài ra thì em khuyến khích các bạn là nên thử nhiều để biết là mình hợp với cái nào nhất. Yeah. Nhưng mà sau khi mà trải nghiệm cũng được vài năm rồi đó thì em thấy em hợp với vị trí nào nhất? Là cái vị trí em đang làm là cảm giác là em enjoy nó nhất. Tại vì em được tiếp xúc với khách hàng này, em được làm việc với bộ phận công trường. Ngoài ra thì em còn có thể hỗ trợ thêm cho những cái bạn làm sale khác á, rồi mình tiếp xúc với các cái supplier, những cái nhà cung cấp vật tư cho mình. Nó sẽ hay hơn là mình chỉ làm có một cái việc là ví dụ làm thiết kế thì chỉ làm thiết kế không, còn làm thi công thì chỉ ở công trường không, còn công việc của em nó linh hoạt thì em liên được các bộ phận với nhau. Rồi, cảm ơn em nha. Ở đây chị thấy có một câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Thuận, thì chắc là bạn cần lời khuyên của cả thầy và của các anh chị luôn, đó là cho em hỏi về vấn đề là ngoài việc học hết chương trình trên trường đối với ngành xây dựng á, thì mình cần học thêm hay rèn luyện thêm kỹ năng hoặc phần mềm hoặc các vấn đề nào khác để sau này làm việc được tốt hơn không thầy và anh chị? Dạ, thầy có thể cho các bạn lời khuyên trước ạ. Câu hỏi cảm ơn em đã đặt ra câu hỏi này. Dạ. Thì đúng là câu hỏi của em rất là hợp lý, bởi vì là chúng ta học cái ngành của chúng ta là ngành kỹ thuật, mà ngành kỹ thuật nó là luôn luôn là có cái sự biến động. Khoa học kỹ thuật là ngày càng nó phát triển, cho nên cái kiến thức các em học trong trường ấy, là nếu như các em không bổ sung thì chỉ vài 1, 2, 3 năm sau là nó bị lạc hậu. Chính vì vậy cho nên là ngay bây giờ trong trường chúng ta sinh viên cái chương trình cứng đã quy định của bộ các em học rồi, thì ngay trong khoa cũng sẽ bổ sung cho các em một số những kiến thức cơ bản, bổ sung thêm mà bây giờ người ta hay gọi là BIM ấy. Tức là trang bị cho các em những cái phần mềm bổ sung trong rất nhiều việc, vấn đề công tác về bổ sung về phần mềm, về vấn đề thiết kế, vấn đề quản lý về ngoài ra còn có những cái khoa còn bổ sung các em thêm những cái thêm các chuyên đề. Tôi nói ví dụ giả sử như trước đây các em học thì không có những cái chuyên đề riêng biệt về chống thấm chẳng hạn, công trình vấn đề chống thấm chẳng hạn. Chống thấm các tầng hầm là rất quan trọng. Thì khoa hiện nay đã ký kết với các công ty bổ sung thêm một những chuyên đề về vấn đề thấm để cho các em kiến thức các em được nâng lên. Thế còn sau khi này các em ra trường rồi thì chắc chắn là các em phải có những cái học thêm những phần mà khoa kỹ thuật người ta đã phát triển lên. Ngay tôi nói ngay những phần mềm tính toán kết cấu thôi, nó nhiều phần mềm lắm. Cái thời chúng tôi học thì nó thậm chí nó còn rất là lạc hậu. Một cái phần mềm nó sơ đẳng lắm mà khối lượng nó nhiều lắm, có khi in ra một tập hàng mấy trăm trang này. Nhưng bây giờ một cái chương trình mới nó chỉ in ra vài chục trang thôi, mà nó làm rất nhanh, vân vân. Hay là tính toán về kết cấu, hay tính toán về khối lượng, vân vân. Thì nó là những cái phần mềm mới thì đương nhiên các em phải bổ sung thêm những cái kiến thức, thì lúc đó chúng ta mới có thể
năng động và chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cái công việc mới. Chứ nếu như không chúng ta không bổ sung thì sẽ dần dần sẽ bị lạc hậu. Dạ. Còn đối với bọn em, những người mà đã trải nghiệm công việc được một thời gian rồi đó, thì các em thấy là những cái chương trình học này của mình ở thời đại học đã đáp ứng đủ cho công việc chưa? Các bạn cần phải học thêm những cái gì, hoặc là các bạn cần phải đầu tư thêm về vấn đề gì để công việc tốt hơn? Em thì các bạn nếu mà chọn học ngành mình thì thông thường thì mọi người sẽ nghĩ là trai hay gái gì học kỹ thuật đều sẽ rất là ngại ngôn ngữ. Nên là mình nên rèn luyện cho mình một cái kỹ năng về ngôn ngữ, giống như là mình sẽ học thêm một thứ tiếng giống như là tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật, những cái nước mà dạo đường đây đầu tư vào cái lĩnh vực xây dựng của mình rất là nhiều. Nên là mình cần dành thời gian để mình trau dồi về ngôn ngữ, rồi trau dồi về kỹ năng mình thuyết trình, cách mình nói. Ví dụ như là khi mà bạn làm một cái hồ sơ đi đấu thầu thì bạn phải có cách để diễn giải và thuyết trình để người khác, để những người mà đầu tư người ta cảm thấy là bạn có kỹ năng nói và thuyết phục được họ. Xong rồi mình nên học thêm một cái phần mềm mới, giống như là thầy Cường đã nói về BIM. BIM giờ bây giờ hiện tại thì giống như ở công ty em đang học thì nó rất là phát triển, và chủ yếu cái hướng mũi nhọn phát triển của các doanh nghiệp đa số là về các phần mềm về BIM, giống như là Revit, Rero. Đó là các bạn nên đầu tư cho mình một cái phần mềm nữa, và giống như là mình sẽ rèn luyện thêm kỹ năng giống như làm về báo cáo. Các bạn nên có một cái kỹ năng cứng về tin học, giống như là khi mà sếp yêu cầu mình em phải làm báo cáo thì mình phải trình bày như thế nào cho nó đẹp. Và về Excel Word không phải là không có đâu, nếu mà làm văn phòng thì chắc chắn sẽ có về việc báo cáo này nọ. Nên là mong rằng các bạn sẽ chuẩn bị tốt kỹ năng và những cái gì cần thiết cho con đường sự nghiệp của mình. Dạ. Nhân tiện nghĩ đây, thầy cũng nói thêm một ý nữa là hiện nay thì trường mình rất coi trọng là sinh viên bồi dưỡng thêm kiến thức về ngoại ngữ. Và gần đây nhất ngay tuần trước thì trường ta đã làm việc với lại một cái trường gọi là một trường quốc tế, trước đây nằm ở Thái Lan, bây giờ có chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh, tức là IIT, là nó đã trao đổi bàn bạc là các em nếu như các em có trình độ ngoại ngữ mà khá thì sau khi học xong 4 năm ở Văn Lang, các em chỉ cần học thêm 1 năm nữa thôi. Thêm một năm nữa thôi thì các em sẽ được bằng thạc sĩ. Mà bằng thạc sĩ này là bằng thạc sĩ quốc tế chứ không phải là bằng thạc sĩ của trường Đại học Văn Lang. Đấy, cho nên thậm chí với các em kỹ sư đã ra trường như các em đây có thể đăng ký học các lớp thạc sĩ ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh này, mà họ chỉ đào tạo những ngày nghỉ thôi, thứ bảy và chủ nhật thôi, mà các em sẽ trưởng thành rất là nhanh. Và đấy, như các em biết là nếu như có trình độ ngoại ngữ tốt thì đúng là ra làm các công ty mang yếu tố nước ngoài thì rất là thuận lợi, và cái chế và cái điều kiện thăng tiến của các em, chế độ đãi ngộ các em sẽ được hơn hẳn những bạn mà có không có trình độ ngoại ngữ tốt. Đấy. Thì cho nên là ngoại ngữ cũng là một cái công cụ để tạo giúp cho các em tiến bộ và thăng tiến trong cuộc sống sau này. Dạ, công việc nào bây giờ ngoại ngữ cũng rất quan trọng luôn. Văn cho chị hỏi thêm, tức là nếu mà lúc mà em đi làm á, em cảm thấy á, là cái điểm nào mà trong chương trình học xây dựng của Văn Lang á, mà em cảm thấy á, là giúp ích được em nhiều nhất trong cái công việc hiện tại, và em thấy là mình cần phải học thêm những cái gì khi mà mình trải nghiệm nghề thực sự? Thực chất là em thấy cái chương trình cơ bản của Văn Lang đó, là nó đã cung cấp hầu như là đầy đủ những cái thông tin mà cần, những cái kiến thức cần thiết để em tốt nghiệp và em làm với cái nghề xây dựng này. Mà cái điểm mà em thích nhất ở học ở trường Văn Lang là hồi trước là tụi em được học chung với là kiến trúc. Có những cái công tác lúc mà mình làm thi công á thì mình phải làm công tác làm fit out, làm hoàn thiện cái gì. Thì tụi em được học nguyên lý kiến trúc này, học cấu tạo này, học rất là kỹ luôn. Cho nên là lúc mà ra thi công á, những khi nếu mà bạn nào mà làm về mảng nội thất hoặc là mảng hoàn thiện á thì các bạn sẽ thấy là học Văn Lang ra xong là các bạn
làm nó sẽ kiểu như là nó dễ dàng hơn á, tại vì mình đã có cái kiến thức về 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 cấu tạo rồi thì nó tốt cho mình hơn. Còn để mà bồi dưỡng thêm á thì em nghĩ là mình cần bồi dưỡng thêm rất là nhiều, tại như thầy có nói á, khoa học kỹ thuật nó luôn luôn phát triển, thì khoa học kỹ thuật nó luôn luôn phát triển, luôn luôn vận động, thì mình cũng phải luôn luôn vận động, luôn phát triển, mình phải bám theo đó mà mình học thêm, tại vì mình học mà nó không bổ ích cái này thì nó sẽ bổ ích cái khác thôi. Chị biết là em cũng có đi làm ở cái môi trường nước ngoài rồi đó, thì cái ngoại ngữ đó là trong quá trình học đó là mình đã tốt từ lúc đó hay là do nhu cầu công việc nên mình sẽ học thêm? Thật chất là do nhu cầu công việc thì em phải đi học thêm, là em học thêm tiếng Anh ở ngoài, tại vì cái chương trình cơ bản thì nó không đủ để mình có thể giao tiếp mà nó trôi chảy được, cho nên là em phải học thêm ngoại ngữ ở bên ngoài. Và thực chất là cái tiếng Anh á, cái ngoại ngữ á, nó rất là quan trọng nha. Cho tới thời điểm hiện tại em vẫn thấy là em may mắn là vì cái tiếng Anh của em nó tốt hơn những bạn cùng khóa đó. Tại vì ở những cái công việc đầu tiên em làm lúc mà còn là sinh viên á thì em được nhận là bởi vì tiếng Anh của em tốt hơn các bạn khác thôi. Em hiểu được sếp nói gì. Nên nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Lúc đó thì kỹ năng của một sinh viên thì kỹ năng không thể nào tốt như những anh là đã làm việc vài năm ở ngoài kia được. Nhưng mà cái thế mạnh của em lúc đó là ngoại ngữ. Thì đó, nó là một cái cách khác mà để mình có thể tiến sâu hơn trong cái công việc của mình. Một cái chia sẻ đó thôi nhưng mà chị nghĩ rất là hữu ích với các bạn hiện là đang học ngành xây dựng luôn. Đó là các bạn hãy chú ý đầu tư về ngoại ngữ để có thể có những cái cơ hội nghề nghiệp mà rộng mở hơn cho mình. Và ở đây thì em thấy có một bạn rất là thắc mắc về ngành quản lý xây dựng đó thầy. Bạn hỏi là bạn Lý Chánh Dũng cho em hỏi là về sự khác biệt trong đào tạo giữa ngành kỹ thuật xây dựng và quản lý xây dựng. Và cũng có một bạn khác cũng câu hỏi tương tự về hai ngành này và hỏi là hai ngành này có khác biệt quá nhiều về cơ hội nghề nghiệp không? Dạ, thầy có thể phân biệt giúp các bạn về hai ngành này ạ. Về cái ngành kỹ sư xây dựng và quản lý xây dựng thì nó có hai phần. Thứ nhất là hai bên đều học những cái kiến thức cơ bản về xây dựng. Cho nên ví dụ như các em cũng sẽ học về vấn đề kết cấu bê tông cốt thép, các em đều phải học nha, sức bền vật liệu vân vân, rồi là nền móng công trình vân vân, hầu như các em đều học. Nhưng nếu như các em là học về bên quản lý thì các em sẽ học ít hơn. Ví dụ như kỹ sư xây dựng dân dụng thì học bê tông 1, bê tông 2, bê tông 3. Còn bên quản lý dự án chỉ học bê tông 1 thôi. Kiến trúc thì các em vẫn học, thiết kế vân vân đều giống nhau. Về mặt cơ bản về kiến thức xây dựng là anh quản lý là phải biết. Anh biết anh mới quản lý được người ta mà. Nhưng các em sẽ bên quản lý sẽ học khác ở cái phần sau. Là các em có khả năng về vấn đề cung cấp cho các em những cái phần mềm, học về vấn đề, ví dụ như vấn đề quản lý một cái dự án, về vấn đề quản lý về tài chính của công trình, quản lý về vật tư, thiết bị, quản lý về nhân sự, vân vân. Thì cái đó là cái kiến thức ở bên quản lý dự án nó sẽ nhiều hơn. Và tức là một anh, cho nên bằng tốt nghiệp nó có hai vấn đề. Trước đây thì định là bằng là cử nhân quản lý dự án, nhưng mà sau này chúng tôi quyết định là bằng sẽ là kỹ sư quản lý dự án. Vậy thì đã có cái từ kỹ sư đấy, tức là nó mang chất kỹ thuật rồi, cho nên sẽ gồm có hai phần. Phần đầu là những cái kiến thức cơ bản của ngành xây dựng dân dụng công nghiệp là em phải nắm được, và cái kiến thức thứ hai là em làm công tác quản lý tốt. Như anh đây là đã từng làm thi công, đã từng làm thiết kế, bây giờ sang làm quản lý thì lúc đó sẽ là tốt, rất là tốt. Mà nói đã nói làm cán bộ quản lý thì anh phải có trình độ về khá thì mới quản lý được người ta. Cho nên là đã có thông qua các công việc khác rồi thì khi bước sau làm quản lý thì anh cũng làm hơi là gần là chức là sếp rồi đấy nhá. Chứ anh một anh lính thường làm quản lý nó không thể bằng những anh có kinh nghiệm lâu năm được, mà đã kinh nghiệm lâu năm làm quản lý nó mới tốt được. Thì cái điều kiện thăng tiến chính là những anh làm quản lý. Dạ, em cảm ơn thầy. Ở đây có một câu hỏi của một bạn mà chị nghĩ là rất là thực tế, và chắc là Văn và Sương có thể
cho các bạn một số thông tin tham khảo. Đó là bạn hỏi về thu nhập của người làm trong lĩnh vực xây dựng hiện nay thì ở các cái công việc đó, nó sẽ ở cái mức như thế nào. Hầu như là ai cũng cần biết cái thông tin này để mà các bạn tự tin mà vào nghề. Thì Sương có thể bật mí một tí về cái mức thu nhập hoặc là những cái thông tin mà em biết về mức lương cơ bản của ngành xây dựng không? Về cái lương á, là nó sẽ phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm mình có. Nhưng mà thông thường là những doanh nghiệp người ta sẽ đòi là mình phải có kinh nghiệm. Trong khi mình cứ nghĩ trong đầu là mình là sinh viên, mình mới ra trường thì làm sao mà có kinh nghiệm được. Dạ đúng rồi, đó là bài toán muôn thuở. Nên là thông thường á, là các bạn mà sinh viên mới ra trường thì mức lương sẽ dao động tầm khoảng 6, từ 5 tới 7 triệu. Thông thường là vậy. Dạ đúng rồi, mức lương cơ bản là tầm 5 tới 7 triệu. Và các bạn sẽ, những năm đầu thì các bạn đừng nên nghĩ về cái số tiền mình nhận được nhiều quá. Mình chỉ nên là để tích góp cái kinh nghiệm cho mình thôi. Để mình, ví dụ như là bạn làm công việc hiện tại để có kinh nghiệm, mà một thời gian sau bạn cảm thấy không thích nữa, bạn nghĩ ở công việc đó mình đổi một vị trí khác, thì mình cũng đã có một xíu kinh nghiệm về cách làm việc. Rồi đến những năm sau, thường từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm thì nó sẽ, lương nó sẽ cao hơn là tầm khoảng 7 triệu trở lên đến 10 triệu. Thông thường ở công ty em là vậy. Dạ. Rồi còn Văn, em có nhiều kinh nghiệm hơn, em chia sẻ thêm một chút đi. Giờ cũng là ông chủ rồi phải không? Ông chủ rồi đó. Em thấy cái thu nhập mà trong cái ngành xây dựng của mình đó, thì nó phụ thuộc vào cái bản thân mình. Mình không thể nào mình làm một, làm hai mà mình muốn thu nhập mình là 9, là 10 được. Mình làm bao nhiêu thì mình thu nhập bấy nhiêu. Thì em lấy một cái ví dụ đi nha. Hồi nãy Sương có nói là nhà tuyển dụng họ yêu cầu mình có kinh nghiệm. Và cái lần đầu tiên em được phỏng vấn đàng hoàng qua nhiều vòng là cho Obayashi. Và lúc đó là chỉ mới tốt nghiệp thôi. Và em điêu lương lúc đó luôn là 1.200 đô. Và họ đồng ý. Cái đó là cái khả năng của mình thể hiện như thế nào trước mặt của cái nhà phỏng vấn, của cái đơn vị tuyển dụng á. Chứ nó không phải là các bạn cứ nghĩ là ôi em học rồi em sinh viên năm nhất là làm bao nhiêu, rồi em mới ra trường là lương em bao nhiêu. Không, nó phụ thuộc vào cái sự thể hiện của các bạn ở cái thời điểm đó. Bạn thể hiện tốt thì bạn thu nhập bạn cao, bạn thể hiện không tốt thì thu nhập bạn thấp thôi. Dạ, yeah. Nó thì những cái này nó tương đối lắm, nó không có phải là em học trường này là ra lương em bao nhiêu này, em học trường kia là lương em bao nhiêu kia, nó không có như vậy. Nó thể hiện vào cái sự thể hiện của mình thôi. Chị hoàn toàn là chia sẻ chuyện đó luôn, tại vì thực tế là ví dụ như ở phòng chị á, cũng có một số bạn trẻ vào phòng xong rồi phỏng vấn, nhưng mà trước khi mà hỏi về mức lương á, là sẽ hỏi là trường trẻ em bao nhiêu, nhưng mà trong khi là chưa nói là mình sẽ làm được cái gì, và đã hỏi trường trẻ bao nhiêu rồi thì làm sao, đúng không? Cho nên là thực sự là cái năng lực của mình mới quyết định đến cái mức thu nhập. Các bạn cũng cố gắng đi, nỗ lực đi, thì mình sẽ có được những cái mức lương mà mình mong muốn, đúng không? Và liên quan đến cái việc hồi nãy em nói là phải có kinh nghiệm á, thì người ta mới tăng được cái tỷ lệ mà người ta lựa chọn mình trong khi mà tuyển dụng. Thì các bạn đây đã hỏi về vấn đề là thực tập, thì bạn Trúc Nhi bạn hỏi là chị em hỏi là khi nào á, thì học đến năm mấy thì bọn em sẽ đi thực tập, và bản thân mình phải tự tìm nơi thực tập hay là trường sắp xếp. Các anh chị có thể cho em một số kinh nghiệm về việc là chọn nơi thực tập thế nào để có lợi cho mình sau này khi xin việc. Dạ, về cái vấn đề thời gian thực tập thì thầy tư vấn giúp các bạn ạ. Thì nói về thực tập ở đây thì thứ nhất bây giờ hai bước. Bước đầu tiên là các em học cái môn cơ sở và cái môn chuyên ngành. Thì trong quá trình khi các em học cái môn cơ sở và các môn chuyên ngành thì đầu tiên các em phải nắm vững lý thuyết cái môn đó. Cái thứ hai là các em sẽ được đi, thứ nhất là các em làm thí nghiệm đã. Nha, các em phải làm thí nghiệm, nắm vững các bài thí nghiệm. Ví dụ thí nghiệm về vật liệu xây dựng, thì thí nghiệm về bê tông, thí nghiệm về nền móng, vân vân. Thì các em kiến thức đó thật vững. Sau này đến về sau thì các em khi đã học xong tất cả các môn chuyên ngành rồi, thì các em mới đi thực tập tại các công trường, tại các công trình xây dựng. Thì để đi thực tập thì đầu tiên các em phải kiến thức làm thí nghiệm và các đồ án môn học các em phải nắm vững đã. Rồi các em đi
đi thực tập ở ngoài các công trình. Thì đi thực tập công trình thì nó sẽ có hai vấn đề. Một là các em có thể, đầu tiên là cho các em tự do lựa chọn, tức là tìm hiểu. Có những em về rất là năng động, có khi đấy, nhưng có những em đương học đã đi làm rồi thì đã quen thuộc các công trình rồi, rất là dễ. Thì ngay đi thực tập đầu tiên để tạo cho các em cái khả năng về cái quan hệ xã hội tốt hay không tốt, các em tự đi tìm các công trình. Thế nếu như các em có những em tìm tốt thì các em tự do tìm. Thế còn nếu như các em nào gặp khó khăn thì khoa sẽ sẵn sàng giới thiệu các công ty mà khoa quen biết. Tôi nói ngay ví dụ như hiện nay trường Văn Lang cơ sở 3 đây, đường xây dựng rất nhiều. Các em nhìn thấy thì một trong những cái địa điểm mà các em có thể đi thực tập ngay tại các công trình của trường. Nhưng mà chúng tôi lại khuyến khích các em là không đi thực tập tại một địa điểm, mà khuyến khích các em đi thực tập nhiều điểm. Tôi nói ví dụ như các em đi đến một công trình A, 10 em, cái công trình đó nó mới đang làm móng, thì các em chỉ được học được mỗi, xem được mỗi người ta làm móng thôi. Nhưng mà các em lại, cái nhóm 10 em khác lại làm ở cái công trình khác, họ đang thi công về sàn, hay cái bên đang làm cốt pha về cầu thang, vân vân. Thì lúc đó chúng tôi là linh hoạt, là các em mới đổi trao đổi nhau. Ví dụ như 10 các em ngày đầu tiên các em làm đi xem công trình đang làm móng, mấy ngày sau các em lại đến cái công trình nó đang làm cốt pha sàn, mấy ngày khác các em đi làm các công trình nó đang làm về cầu thang, vân vân. Thì lúc đó kiến thức của các em lại sẽ nắm được vững nhiều hơn. Và trước khi các em đi thực tập như vậy thì giáo viên hướng dẫn sẽ hướng dẫn cho các em lái vào cái chủ đề là làm đoán tốt nghiệp. Thậm chí là chúng tôi sẽ giao cho các em tính toán một số những cái kết cấu cơ bản của công trình của làm đoán tốt nghiệp, để cho nên là khi đi thực tập tốt nghiệp thì các em sẽ có những kiến thức cơ bản và các em có những định hướng sẽ làm đoán tốt nghiệp. Thì lúc đó khi mà thực tập xong, các em làm sang làm đoán tốt nghiệp, các em sẽ tránh được những cái bỡ ngỡ ban đầu và có những kiến thức rất là thuận lợi để làm đoán tốt nghiệp cho nó tốt hơn. Sương với Văn chia sẻ một chút lại về cái quá trình ngày trước mình đi thực tập, hay là qua kỷ niệm lúc mà mình làm đồ án tốt nghiệp không? Sương trước đi ha. Dạ, thì em đi thực tập là được một thầy trong khoa giới thiệu. Đúng rồi, cái anh mà chỉ huy trưởng ở đó là một anh từng là cựu sinh viên của trường mình. Dạ, nên là đi làm thì lúc đó là em làm nhà liên kế, mà giống như là mỗi cái nhà nó sẽ có một công đoạn thi công khác nhau, giống như thầy nói là không nên một địa điểm, nhưng mà em may mắn ở chỗ là một địa điểm nhưng mà công trình nó thi công từng công đoạn khác nhau. Rồi em coi được cầu thang, rồi coi được lúc mà người ta làm đào đất làm móng, là hầu như là em sẽ coi hết được tất cả công trình, và em coi cả luôn cái phần hoàn thiện mà mặc dù lúc mà mình học mình chưa có học sâu á, nhưng mà ngoài thực tế mình vẫn coi được đó. Trong quá trình em đi thực tập là em học được nhiều thứ. Còn về làm đồ án tốt nghiệp thì các thầy cô của trường hướng dẫn mình rất là nhiệt tình, và giống như là mình không phải là thầy cô sẽ bó buộc cái đồ án của mình theo một cái nội dung giống như là thầy cô muốn, mà mình có thể đưa ra những cái chủ đề, những cái gợi mở, mình nói à thầy ơi em làm thêm cái công việc này, ví dụ như là trong việc tính toán nhà cao tầng thì em muốn làm tính thêm gió động, cái đó thì nó sẽ không bắt buộc trong cái đồ án của mình, nhưng mà mình tự cảm thấy là mình muốn làm thêm và mình sẽ gợi mở cho giáo viên. Và thầy cô cũng không có, thầy cô của Văn Lan thì cũng không có ép buộc mình phải làm theo hướng của thầy cô, mà mình sẽ tự làm, mình sẽ tự có những cái trải nghiệm của riêng mình, mà thầy cô sẽ là luôn luôn hướng dẫn mình một cách nhiệt tình. Cảm ơn em. Còn Văn thì sao em? Có kỷ niệm nào mà đáng nhớ hồi mình làm đồ án hay là chọn nơi thực tập không? Tại em thì may mắn hơn là em không có đi thực tập, là em có việc để em làm luôn rồi. Lúc đó là em làm cho công ty của Hàn Quốc, là Seojon của Hàn Quốc. Thì em làm từ hồi sinh viên, cho nên là lúc thực tập thì em ở lại công ty đó và em làm luôn. Thì những cái công việc mà em đang làm nó cũng giống như là công việc các bạn phải đi thực tập thôi. Thì em không đi thực tập. Còn làm đồ án tốt nghiệp thì nó là một khoảng thời gian mà em nghĩ là nó nhiều cảm xúc á.
Tại vì buổi sáng em đi làm, 7:30 em làm cho tới 5:00 chiều. Là em bắt đầu làm đồ án từ 5:00 chiều cho tới 8:00. Em ăn tối, sau đó em ngủ, xong rồi tiếp tục em tầm 3:00 sáng á, thì em tiếp tục em dậy và em làm tiếp, em thẳng cho tới là 7:30. Thì cái này em cũng không khuyến khích các bạn sinh viên nên làm theo đâu, tại vì mình khổ quá rồi. Mình thấy là các bạn có khả năng thì cứ làm thôi, còn không thì thôi cứ học bình thường thôi. Ví dụ lúc mà làm đồ án thì xin công ty cho phép mình nghỉ là để mình làm, tại lúc đó thì em thấy mình cũng ham việc, với lại là mình cảm giác là mình control được á, thì em để hai việc nó chạy ra song song như vậy. Mà được một cái là giảng viên hướng dẫn á, mà thầy biết là em có đi làm luôn, nên là thầy cũng khuyến khích là em cứ đi làm, nhưng mà em bài tới ngày sửa thì nó vẫn đầy đủ, thì không có thầy thì nói là không có vấn đề hết, thì em cứ làm đầy đủ là được, chứ thầy không có góp ý gì thêm. Yeah. Đúng là nghe rất là nhiều chia sẻ thú vị về cái quá trình làm đồ án. Mà thầy, đúng thầy nói thêm như này, về cái công tác làm đồ án ấy, thì vì chúng ta là sinh viên ngành xây dựng cho nên về mặt các bản vẽ kiến trúc thì sinh viên không phải làm. Mà thường là giao cho các em những cái bản vẽ kiến trúc, các công trình có sẵn. Thế nhưng khi làm thì giáo viên hướng dẫn luôn luôn là khuyến khích các em là sáng tạo. Các em có quyền thay đổi kết cấu. Làm sao để cái công trình các em làm ra, cái công năng sử dụng nó hợp lý. Vấn đề các em được quyền sửa các bản vẽ kiến trúc. Nhưng thầy phải đặt ra một câu hỏi là các em phải trả lời được câu hỏi là cái chỉnh sửa của mình là nó phải sáng tạo hơn, hợp lý hơn người ta. Chứ còn nếu mà chỉnh sửa mà lại không hợp lý thì lại cũng lại không được điểm tốt. Nhưng nếu em nào mà chỉnh sửa hợp lý hơn thì điểm của em sẽ khá hơn. Tôi nói ví dụ như em xây dựng một cái chung cư gì ạ, người ta bố trí 2 phòng, em có thể chỉnh thành bố trí 3 phòng, hoặc người ta cái bản vẽ sẵn chỉ có 1 nhà vệ sinh, em có thể vẽ thành 2 nhà vệ sinh. Làm sao cho cái công năng sử dụng cái căn hộ đó nó hợp lý hơn, thì lúc đó khách hàng người ta đến xem, người ta thấy ở trong căn hộ như này nó rất là hợp lý trong cuộc sống, thì cái căn hộ này các em sẽ có giá trị ngoài thị trường. Cho nên là bao giờ giáo viên khi mà hướng dẫn đoàn tốt nghiệp là khuyến khích các em là có cái sáng tạo, chỉnh sửa làm sao cho bản vẽ nó hợp lý hơn, kết cấu này nó hợp lý hơn. Có thể bản vẽ trước đây kết cấu người ta vẽ cái cột nó to quá, việc các em có quyền sửa nhỏ đi, vân vân. Thì bao giờ giáo viên cũng được khuyến khích các em là sáng tạo, sửa bản vẽ sao cho nó hợp lý, tốt hơn. Dạ, vâng. Nói về bản vẽ thì ở đây em thấy có câu hỏi của bạn Hoàng Luân. Chắc là bạn hỏi đó là thường là kỹ sư xây dựng sẽ dựa vào bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư để xây dựng nên công trình. Vì thế kỹ năng đọc bản vẽ là yếu tố bắt buộc. Và em muốn hiểu rõ hơn về quá trình đọc một bản vẽ và xử lý bản vẽ đó diễn ra như thế nào, qua những bước nào để triển khai xây dựng nên công trình từ trên giấy ra thực tế. Dạ. Thì những cái này thực ra em hỏi cái câu hỏi này thực ra là các kiến thức em được học rồi chứ. Dạ, chắc bạn là thí sinh. Các em khi học thì nó sẽ thứ nhất kiến trúc, người ta vẽ cái bản vẽ kiến trúc. Thì bản vẽ kiến trúc là họ phải đạt cái mục đích đầu tiên là phải công trình, cái nhà nó phải đẹp, cái nhà đẹp. Nhưng kỹ sư xây dựng thì lại phải yêu cầu cái đẹp sau, yêu cầu cái thứ nhất là khả năng chịu lực tốt, rồi mới đến cái đẹp. Thế cho nên khi mà các em quá trình các em học đó thì các em đã được trang bị các kiến thức rồi, bản vẽ về kiến trúc, bản vẽ về tính toán kết cấu, về bản vẽ về thi công. Như vậy bản vẽ thi công từng chi tiết là đều các em đã có học rồi. Thế vấn đề là ở đây các em phải biết từ cái bản vẽ thi công đó đưa ra thực tế, thể hiện cái bản vẽ đó trên thực tế công trình. Người ta vẽ cái móng như thế nào, cây thép nào đặt trên, cây thép nào đẹp dưới, là các em phải thông thạo.
Chứ nếu mà các em bản vẽ thi công mà không thành thạo thì lúc thi công chắc chắn là các em sẽ bị lỗi. Mà cái này là lỗi sinh viên học nhiều khi không chú ý đấy. Chỉ ngay sàn thôi, nó có ô sàn, nó có những cây nằm ngang và cây nằm dọc. Vấn đề em đặt cây nào nằm trước, cây này nằm sau là kiến thức của các em đã học. Nếu các em nào không cẩn thận mà kiểu như là không quan tâm thì có khi em đặt thép là đã sai rồi. Cho nên cái bản vẽ thi công là các em được học rồi. Cho nên các em học hai môn mà, kỹ thuật thi công và tổ chức thi công. Thì kỹ thuật thi công là các bản vẽ, thì các em phải nắm vững các bản vẽ. Thế nếu như các em nào lại làm ra làm các công trình bên ngoài, các yếu tố nước ngoài, các bản vẽ toàn tiếng Anh hay toàn tiếng Pháp thì bắt buộc các em phải học thêm. Bắt buộc các em phải học thêm về các danh từ chuyên môn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để các em đọc bản vẽ được. Cho nên tự các em là phải bồi dưỡng thêm nếu như các em muốn tồn tại trong công ty nước ngoài. Vấn đề thì các em mới đọc được bản vẽ, mà không đọc được bản vẽ thì thôi, làm sao mà thi công ra được công trình. Cho nên cái bản đọc được bản vẽ là rất là quan trọng. Ở đây mình có một kỹ sư triển khai bản vẽ thi công nè, là Sương nè. Em có thể chia sẻ thêm một chút về cái vấn đề mà bạn thắc mắc ở đây không? Giống như là thầy nói về việc cản trở về ngôn ngữ á, là lúc giống như là công ty Nhật thì em bước vô người ta sẽ chỉ em cách đọc bản vẽ bởi vì nó hoàn toàn là tiếng Nhật, không thể nào viết được. Mà lúc mà mình mới đi làm công ty Nhật là mình ban đầu mình không xác định đâu, mình chỉ xác định là làm công ty châu Âu hoặc là làm công ty Việt Nam tại vì nó sẽ gần sát với mình hơn. Còn ví dụ làm công trình Nhật thì những cái công trình đó ở Nhật không phải ở Việt Nam, mình không có cơ hội để tiếp xúc, mình không hiểu. Nên là khi mà mình vô người ta sẽ chỉ cho mình cách để đọc bản vẽ đó, và cái ngôn ngữ tiếng Nhật đó mình cũng phải đi học và trau dồi. Và trong bản vẽ đó hoàn toàn là tiếng Nhật, kể cả checkbook của khách hàng người ta gửi về mình cũng phải hoàn toàn đọc bằng tiếng Nhật. Nên là những cái bản vẽ mà giống như là kết cấu bê tông thì nói về ký hiệu, về các cách, các tiêu chuẩn trong cái bản vẽ thì nó sẽ cơ bản giống như những tiêu chuẩn mà mình học ở trường, ở trường mình dạy. Còn những cái mà giống như là những cái kết cấu vách ngăn chẳng hạn theo kiến trúc Nhật thì nó lại khác hoàn toàn so với Việt Nam, nên là mà nó lại để tiếng Nhật, nên là mình phải hiểu về ngôn ngữ nữa nó mới học. Dạ đúng rồi. Dạ. Em học là do là công việc này học hay dạ, là em biết tiếng Nhật trước rồi? Em là vô em không xác định là công ty Nhật, em muốn làm công ty Việt Nam hoặc là công ty của châu Âu là em chỉ học tiếng Anh thôi. Xong rồi cơ duyên em đối với công ty Nhật và em bắt đầu đi học thêm và em cảm thấy là em cũng thích tiếng Nhật. Xong rồi em lại thích kiến trúc Nhật, thích về những bản vẽ thi công của Nhật, bởi vì người ta có cái tính tỉ mỉ rất là cao, độ chính xác cũng rất là cao, nên là em cảm thấy thích. Cảm ơn Sương. Có hai bạn đặt hai câu hỏi đây, là chắc là bạn là thí sinh mà đang muốn chọn ngành á. Bạn hỏi như này nè, là bạn Dương Tâm Vinh, bạn hỏi em thích kiến trúc nhưng mà em lại không có năng khiếu vẽ nên em không thể thi vào ngành kiến trúc được, thì em có nên chọn lĩnh vực là ngành quản lý xây dựng để mình vẫn tiếp tục là làm được trong cái lĩnh vực này không? Thứ hai nữa là bạn Duy Đăng, bạn hỏi là mình có thể là vừa học ngành quản lý xây dựng vừa học ngành kỹ thuật xây dựng không? Thì cái câu hỏi này là thầy sẽ tư vấn về vụ chọn ngành, còn Văn thì có thể gợi ý cho bạn thêm một chút về hướng nghề nghiệp ha. Dạ. À, đúng rồi, bây giờ mình tư vấn tuyển sinh nè. Dạ, thầy, bây giờ về cái chuyện mà bạn có thể học vừa quản lý xây dựng vừa kỹ thuật xây dựng có được không thầy, hay là bạn nên chọn ngành nào? Thì theo thầy góp ý thì cái này là do quyền của em thôi. Trường cũng không khó khăn về vấn đề này, nhưng quan trọng là các em phải có biết bố trí thời gian sao cho nó hợp lý. Nhưng mà đối với thầy, thầy khuyên là các em là nên học một ngành trước. Mà thực ra học một ngành ấy thì thời gian đầu là học có 4 năm thôi, thì thời gian đầu 2 năm rưỡi đầu là học giống nhau rồi. Thế cho nên sau khi học 2 năm rưỡi thì bắt đầu nên các em đi chuyên sâu vào một ngành xong đi. Vì theo thầy góp ý là nên học cái ngành công trình trước đi, xây dựng sử dụng trước đi, kỹ thuật xây dựng trước đi. Sau đó các em sẽ học thêm khoảng 1.5 năm nữa thôi là các em sẽ có 2 cái bằng. Thì đấy là thầy khuyên các em là như thế. Thế nhưng mà cũng có thể tùy. Thì nếu như em nào mà có cái cảm thấy cái năng lực của mình tốt
điều kiện thời gian, điều kiện kinh tế gia đình vân vân phù hợp thì các em có thể học song song cũng được, bây giờ nó không khó khăn lắm. À, quan trọng là bởi vì chúng ta học là theo tín chỉ mà, cho nên là cứ em cứ học mà đầy đủ tín chỉ, nhưng cuối cùng cũng em cũng phải tách ra hai giai đoạn, bởi vì cái đoạn tốt nghiệp thì không thể làm chung được, không thể cùng một thời gian được, phải làm xong cái đoạn tốt nghiệp này rồi mới có đầu tư được một cái đoạn tốt nghiệp khác. Mà cái đoạn tốt nghiệp thì cũng chỉ làm có 14 tuần thôi. Thì sau khi em làm xong cái đoạn này thì em làm cái đoạn khác thì cũng không khó khăn lắm. Vậy thì bạn có thể là chọn ví dụ ban đầu ngành kỹ thuật xây dựng, sau đó thì thời gian đầu học chung thì bạn sẽ được định hướng rõ hơn, trong lúc đó thì nếu như mà bạn muốn chuyển ngành thì mình lại chuyển ngành qua, thì thời gian đầu giống nhau đúng không thầy? Thời gian đầu là giống nhau. Thời gian đầu cho nên đều gọi là kỹ sư mà. Kỹ sư quản lý dự án. Kỹ sư xây dựng, công trình xây dựng. Rồi em cảm ơn thầy ạ. Còn về vấn đề mà các bạn mà thích về lĩnh vực công trình kiến trúc nhưng mà lại không có năng khiếu vẽ, bây giờ lại muốn học thì bạn hỏi là có nên chọn xây dựng không, thì Văn tư vấn cho bạn thế nào nhỉ? Cái câu hỏi này mình cũng thường như chị biết, em biết mình đi tư vấn tuyển sinh mình hay gặp á. Em thích học kiến trúc nhưng mà em không biết vẽ thì em có nên học xây dựng hay không? Thì câu hỏi này quen luôn á. Thì theo em nghĩ nha, khi mà bạn đã thích kiến trúc á, có nghĩa là bạn đã thích về những cái công trình, thì các bạn nên định hướng rõ ràng một cái là cái kiến trúc là cái người là làm cho một cái áo ở bên ngoài cho nó đẹp, còn cái người mà học kỹ sư xây dựng á là họ làm những phần khung xương ở bên trong để cái công trình nó chắc chắn. Thì hai cái này nó tuy hai nhưng mà lại tính lại là một thôi. Thì ngoài ra thì để mà làm được những cái công trình mà nó lớn như là Bitexco hoặc là Landmark á, thì họ cần những cái nhà gọi là nhà công trình học. Em nhớ hồi lúc đó là thầy Điệp á có giảng cho tụi em là để làm những cái nhà mà lớn như vậy á thì họ cần những cái nhà công trình học là phải giỏi kiến trúc và phải giỏi thêm về kết cấu nữa. Tại vì những cái nhà như vậy nó kết cấu bên trong nó rất là đặc biệt. Thì cái định hướng của bạn hiện tại á, em nghĩ là bạn nên học đăng ký học xây dựng đi. Tại vì khi bạn học xây dựng, bạn sẽ được đào tạo hình họa 1, hình họa 2. Bạn vẫn được học vẽ chứ không phải là không. Rồi giống như thầy nói á, thì các bạn cứ học những năm đầu nó giống nhau, thì các bạn học giống nhau thôi. Thì sau đó ví dụ như bạn cảm giác là mình không còn phù hợp với cái tệp này nữa, mình muốn phát triển là tư duy sáng tạo nó nhiều hơn, làm về nghệ thuật nó nhiều hơn, thì các bạn rẽ hướng sang kiến trúc. Lúc đó nó không có muộn. Cảm ơn em. Bản thân em cũng là một người mà hiện tại là mình cũng đang làm cả hai luôn, là em làm quản lý dự án cho một công ty xây dựng chuyên CBC, là chuyên về xây dựng nhà xưởng, và cái startup em đang làm là làm về nội thất, lại về trang trí. Mình vẫn có thể làm được cả hai. Dựng ra mình cũng có thể làm được những cái mảng việc vệ tinh xung quanh đúng không? Không nhất thiết là trong lĩnh vực xây dựng. Nếu mình có khả năng thì mình có thể làm được hết. Rồi, cảm ơn em nhiều nha em. Và ở đây có một cái comment như thế này mà chị nghĩ là chị phải đọc cho em thôi, không phải câu hỏi đâu. Đó là: chào Văn, em trai mình hiện tại cũng đang học ngành xây dựng tại Văn Lang. Hôm nay em trai mình kể gia đình là ngày xưa chính bạn là người tư vấn cho em trai mình vào trường. Mà chị không hiểu tại sao có thể nhận ra được em, tại vì giờ ngày trước là Văn tư vấn đó là khác bây giờ lắm. Bây giờ là người ta doanh nhân thành đạt rồi. Bạn bao quá trời luôn, không có giống ngày trước nữa. Nhưng mà đúng là ngày trước mình tư vấn cho các bạn vào được trường là đàn em của mình vui một, còn bây giờ mình đi làm mà vẫn có người nhận ra mình. Thật sự là cảm xúc lạ đúng không? Cảm ơn thầy và hai bạn đã đến để chia sẻ rất nhiều thông tin về ngành xây dựng cho các bạn thí sinh tương lai cũng như các bạn sinh viên đại học ngành xây dựng. Thì để kết chương trình đó, thì thầy có lời chia sẻ nào đối với các bạn mà đã chọn con đường xây dựng để mà làm nghề nghiệp cho mình tương lai sau này luôn không ạ? Với tư cách là một giáo viên, tôi tính đến thời gian này là tôi đã đào tạo các em mà được đứng trên bục giảng được đúng tròn 50 năm. Tôi tốt nghiệp năm 70, chuẩn bị chúng tôi là sẽ tổ chức một cái ngày hội tốt nghiệp 50 năm mà đứng trên bục giảng. Thì tôi đã làm giáo viên ngành xây dựng cho nhiều trường, trường lâu năm nhất là trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, rồi trường Đại học Bình Dương và bây giờ là trường Đại học Văn Lang. Thì đối với tôi ấy, thì để
làm tốt công việc thì nó xã hội có rất nhiều cái ngành nghề, ngành về kỹ thuật, ngành về văn hóa nghệ thuật, ngành xã hội, ngành kinh tế vân vân. Thì các em muốn làm tốt các công việc của mình thì việc đầu tiên là các em phải yêu cái nghề, yêu cái nghề mình. Và cái nghề này nó sẽ phải theo mình suốt cả một cuộc đời, chứ không phải chỉ mấy năm học rồi các em lại đi sang học ngành khác. Thì các em cũng sẽ hình dung các em muốn gắn bó với mình, coi như nó là cái nghề gắn với đời mình, thì mình phải yêu nó đã. Và các em hình dung là các em mua một cái áo mới về các em ngắm nghía, các em mua một cái xe máy về các em đẹp, thì các em xây dựng lên một cái nhà. Với cái niềm vui của một người mà xây dựng lên một cái nhà, được đứng trên tầng cao mà ngắm ra xung quanh, à đây là cái thành quả của mình, đây là cái niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có. Cho nên thầy chỉ khuyên các em một điều rằng là nếu như các em muốn trở thành các kỹ sư xây dựng của khoa xây dựng, các em muốn để lại cho xã hội những công trình đẹp, các em đi khắp mọi miền trên đất nước là các em sẽ thấy những cái tòa lâu đài, thấy những cái đường cao tốc, thấy những cái cầu vượt sông, vượt biển, cầu metro ngầm dưới. Đấy là những công trình nó sẽ sống cùng năm tháng, nó sống cùng với xã hội, nó là góp sức để xã hội phát triển. Thì đấy là một cái nghề của các em phải tự hào với nó. Chính các em là những người đã xây dựng ra những công trình làm đẹp cho đời và cùng nhau góp sức để phát triển kinh tế xã hội của một đất nước của chúng ta. Thì rất mong rằng là các em sẽ, đầu tiên các em phải cố gắng học tốt những kiến thức đã học ở trong trường, rồi mình phải khiêm tốn học hỏi. Sau này chúng ta ra trường, chúng ta cũng phải khiêm tốn học hỏi. Tất em nào mà yêu ngành, yêu nghề, có năng động thì chắc chắn là nghề nghiệp, nghề nó sẽ ủng hộ các em, sẽ tạo cho các em những cái bước thăng tiến trong cuộc sống. Và xin thầy cũng chúc các em là học thì là đạt kết quả tốt và ra trường làm là cái kỹ sư tốt, giỏi và xây dựng được nhiều cái công trình đẹp cho đời, cho xã hội. Chúc các em thành đạt trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều, những lời nói truyền rất nhiều cảm hứng nha, không chỉ là cho các bạn thí sinh đâu mà chuẩn bị chọn ngành xây dựng, mà chắc là bọn em ngồi ở đây, những người cũng đang làm trong ngành cũng cảm thấy rất là cảm xúc phải không? Thì đối với Sương, bạn Sương ngày trước là từng là sinh viên tiêu biểu của trường mình năm 2017 đúng không em? Đó, học giỏi. Và thì bây giờ để em có thể gửi gắm một điều gì đó đối với các bạn, mà đặc biệt là các bạn nữ mà chọn học ngành xây dựng không? Dạ, em có gửi gắm tới các bạn như thế này là cái ngành, cái lĩnh vực xây dựng của mình thì nó rất là phong phú, cơ hội để cho mình học hỏi rất là nhiều. Đó là các bạn thì mình là luôn luôn phải học và để luôn tiến tới để cho cuộc sống mình nó tốt hơn và cái sự nghiệp của mình nó cũng sẽ phát triển hơn. Nên là, và đối với cái ngành này thì mình cần phải có một niềm đam mê và một niềm yêu thích. Nếu mà mình cảm thấy mà không thích thì mình sẽ dễ bị bỏ cuộc lắm, rất là dễ luôn. Giống như em là em vẽ, là nhiều khi em cũng cảm giác là tại sao mình cứ phải ngồi làm một công việc như này mà ngày nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì mình cảm thấy là mình sẽ hình dung ra được là sau này cái công trình mình nó hoàn thành thì nó sẽ như thế nào, sẽ đẹp như thế nào, và mình phải tự hào là mình đã góp một phần vô cái công trình đó. Và nó là những điều mà mình sẽ tiếp nối được niềm đam mê cho mình. Mình sẽ cố gắng, và trong quá trình mình học thì mình sẽ cố gắng học thêm, trao đổi thêm. Ví dụ như là cái đó mình không hiểu, mình đừng nên là nghĩ là thôi mình bỏ qua. Nhưng mà không phải đâu, mình phải hỏi, hỏi để mình hiểu rõ. Và càng hiểu rõ thì mình lại càng thấy thích nó hơn. Vậy là mong là các bạn sẽ chuẩn bị được đầy đủ hành trang cũng như là mọi kỹ năng để cho tiếp nối được, để tìm được một cái chân trời mới giống như là chủ đề của mình hôm nay. Rồi xong mình sẽ có được một cái sự thành công trong công việc mình, đặc biệt là mình sẽ luôn yêu thích và luôn sáng ngày mình mở mắt ra mình cảm thấy hạnh phúc và vui với công việc của mình. Dạ. Đúng là sinh viên giỏi, nói chuyện hay quá. Bây giờ đối với Văn nè, Văn là chị thấy là công việc của em thì không cố định một chỗ, đi rong rủi giống như là nghề xây dựng, người ta hay chị đọc được câu là
đây là một cái ngành nghề mà đáng được tôn vinh, bởi vì là thăng trầm trong nghề rất là nhiều và âm thầm sau những cái hạnh phúc của người khác. Thì em có chia sẻ gì đối với khi mà mình đã quyết định gắn bó với công việc này và với những trải nghiệm của mình? Thật sự lúc nãy thầy Cường phát biểu á, em thấy thích nhất là cái chữ yêu nghề á. Thì phải yêu nghề á, tụi em mới có thể mà làm việc lâu dài với nghề này được. Tại vì công việc của em đi rất là nhiều. Trong một tuần có thể hôm nay em ở Sài Gòn nha, nhưng mà ngày mai em ở Bình Phước, rồi ngày mốt em lại đi miền Tây. Em đi rất là nhiều. Nhưng mà thực chất á, cái sự yêu nghề trong mình á, nó làm cho mình không có mỏi mệt. Mình muốn cái công việc lúc này, công trình nó đang cần giải quyết này nè, rồi đi. Rồi khách hàng đang ở đâu, mình liên hệ là mình đi gặp liền. Mình không có dè chừng một chút xíu nào, mình không cảm giác nó mệt mỏi. Mặc dù là đôi lúc á, mình cũng chạnh lòng là sức khỏe của mình nó cũng bị ảnh hưởng thiệt, chứ không phải là không. Nhưng mà thiệt ra ngồi đây thì em chỉ mới có làm việc chỉ có tầm 5 năm ở trong nghề này thôi. Nó không là gì so với 50 năm của thầy, nhưng mà thực chất em cảm thấy á, mình phải yêu nghề. Mình phải yêu nghề. Dạ, như vậy thôi. Tóm lại là phải yêu nghề mới theo được nghề xây dựng, đúng không? Trời ơi, hôm nay em thấy cái chương trình mình rất là nhiều cái chia sẻ mà nhiều cảm xúc, và của thầy thì nhiều kinh nghiệm, của các bạn trẻ cũng có nhiều góc nhìn hay nữa. Và một chương trình nhà lạc mà em live stream mà em cảm giác rất là thích chương trình hôm nay luôn, nội dung hay. Em cảm ơn thầy và cảm ơn hai bạn đã đến tham gia nhà lạc. Và hy vọng là chương trình hôm nay đã cho các bạn thí sinh mà đang có băn khoăn chọn ngành xây dựng rất là nhiều cảm xúc và nhiều cái điều bổ ích để mà các bạn có thể cân nhắc để mình chọn cái ngành học này thành con đường tương lai cho mình. Và Văn Lao vẫn đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2 đến hết ngày 30 tháng 5. Và các bạn nếu mà có cần điều chỉnh thông tin gì về hồ sơ thì các bạn đợi đến ngày 24, 25, 26 nha. Và chúc các bạn có một kỳ xét tuyển học bạ đợt 2 thành nhiều thành công. Và rất là Văn Lan mong muốn được đón chờ các bạn trở thành thế hệ sinh viên thứ 26. Và chào tạm biệt các bạn. Ôm mai Văn Lan đến đây cùng tôi cùng chăm học thành tài. Ôm mai Văn Lan đạo đức đi cùng ý chí bay vút cao. Ý tưởng sáng tạo cùng mang những khát khao lớn. Đoàn kết là sức mạnh truyền thống chúng tôi luôn tự hào. Our home, our pride, our life, our style. Nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our home, our pride, our life, our style. Ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. This is my Văn Lan. This is my Văn Lan. My Văn Lan. My Văn Lan. Văn Lan đến bên đến với tôi từ đời là sang trang, gửi công sức vào trong mà nhà thật hân hoan. Mỗi ngày đến Văn Lan cùng với niềm vui nên dẫn tràn. Văn Lan, Văn Lan. Tôi còn một cặp phát cho tới Bình Thạnh, đi đâu cũng thấy Văn Lan. Nếu mà cần giúp đỡ tôi luôn sẵn sàng, hết lòng hỗ trợ lẫn nhau. Đạo đức ý chí sáng tạo phát triển cao. Our hope, our pride, our life, our style. Nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our hope, our pride, our life, our style. Ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba
My Valet.